Thanh Thúy xin kính chào quý vị khán giả đến với Đài Liên Đoàn Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 đến với chương trình Góc Nhìn. Và chủ đề hôm nay của chúng ta khá tế nhị, đó là làm sao để giáo dục con cái về vấn đề tình dục. Và hôm nay chúng ta sẽ mổ xẻ ra hết để nói luôn. Và đến với chương trình của chúng ta đó là hai vị khách mời, đó là anh Thảo Nguyễn và chị Chu Liên Trừng. Và không ai ngoài khác đó là bác sĩ tâm lý Xuyến Đông. Xin chào anh chị. Anh chị khỏe không ạ? Chào bác sĩ Xuyến. Chào chị, chào bác sĩ Xuyến. Chào quý khán giả. Lâu quá anh em mình không gặp. Dạ. Thưa anh chị, thì anh Thảo Nguyễn và chị Trung Liên Trường thì em cũng biết là hai anh chị đã trải qua hai cái thế hệ, đó là thế hệ trẻ và thế hệ ngày nay, cũng như là văn hóa Việt Nam cộng với là văn hóa phương Tây, văn hóa Mỹ hiện là nói chung. Thì anh chị có thể chia sẻ với khán giả quan niệm về tình dục như thế nào, suy nghĩ của anh chị về như thế nào ạ? Xin là mời Lady First. American mà chị, Lady First. Khó trả lời ghê. Mà có một cái là cũng nói chút xíu đi về Jolene một tí xíu là gia đình Jolene thì qua bên Mỹ này là năm 1980 cho đến giờ là 36 năm, cho nên nguyên một cái thời gian mà trưởng thành của Jolene là ở đây. Cho nên nói gì thì nói, cái nền văn hóa cũng giống như là nền giáo dục của nước Mỹ này đó, thì Jolene bị thấm nhuần nó nhiều hơn. Mặc dù mình là người Việt Nam nhưng mà cái lối, cái cách nhìn của mình nó tương đối là nó thoáng. Thì hiện tại giờ ngó Jolene như vậy, nhưng mà Jolene cũng là bà ngoại rồi, có hai đứa cháu ngoại. Thì đứa con có hai đứa gái, cháu lớn là 32 tuổi, cháu thứ nhì 28 tuổi và đứa út là con trai 26 tuổi. Cho nên là Jolene nghĩ là cái đề tài này là trúng tử của Jolene rồi. Ngày xưa mà phụ nữ Việt Nam của mình mà nói về vấn đề tình dục là e thẹn, mặt đỏ lên, nó không thấy chị đỏ. Cái chuyện này là một cái chuyện rất là bình thường, tại vì khi ở bên Mỹ này đó, cái vấn đề tình dục mà ở trong gia đình thì ở nhà trường người ta dạy rất là sớm về cái vấn đề tình dục. Và đối với lại Jolene, nếu mà nói thẳng về cái vấn đề này, thì khi ở trường mấy con nó có những cái khóa học này, thì cũng giống như là bác sĩ Xuyến có chia sẻ là ở nhà trường sẽ mang về cho một cái notice là có cho phép là con nó đi học những cái hay là tham dự những cái khóa liên quan về vấn đề là tình dục hay không. Thì thường thường là Jolene đều sign là cho phép mấy cháu nó tìm hiểu về cái vấn đề đó. Tại vì đối với lại Jolene, cái vấn đề đó là một cái vấn đề rất là tự nhiên, rất là thiêng liêng. Nhưng mà cái quan trọng là làm sao mà educate cho những em nó là cái tuổi nào để mà nó có thể làm cái đó một cách nó an toàn. Thì để Jolene thôi nói tới đó thôi, nói tiếp. Thảo đang lắng nghe những tâm tư của chị chia sẻ. Thì thực sự để trả lời câu hỏi của Thúy giữa hai thế hệ ở Việt Nam và hải ngoại như thế nào, thì kính thưa quý vị, thưa mấy chị, Thúy biết là anh có một cô con gái, anh chỉ nhất con gái thôi, và hôm nay thì cháu 27 tuổi và năm nay thì cháu sẽ có baby và anh cũng lên chức ông ngoại. Chúc mừng anh. Thành ra chị ông ngoại trẻ. Thành ra khi mà cháu giống như chị vừa chia sẻ đó, thì cháu lớn lên ở đây và cháu học, mặc dù khi qua đây cháu mới 13 tuổi thôi, nhưng mà khi cháu vô high school rồi college thì những cái chương trình của nhà trường đó họ cũng giáo dục một phần nào. Nhưng mà đứng về mặt làm cha làm mẹ đó, thì trong những bữa cơm hay là những bữa đi chơi thì cũng phải tâm sự với con là phải như thế nào khi mà mình trưởng thành. Tại vì thực sự cái vấn đề đó thì nếu mà người mẹ nói chuyện thì nó gần gũi hơn người đàn ông, nhất là mình là cha. Nhưng mình là cha thì mình cũng có trách nhiệm, tại vì mình đã trưởng thành, mình đã đụng chạm và va chạm với chính cuộc sống của mình khi mà mình còn trẻ trẻ. Mình cũng từ tiểu học, trung học, vân vân, rồi mình ra đời, đi làm. Nhất là anh là vận động viên đá banh hồi xưa ở Việt Nam nữa, cũng dạy dùng, rồi qua đây là công việc của anh cũng đẩy đưa anh đi về media, anh đi nhiều tiểu bang trên nước Mỹ, nhiều quốc gia. Thành ra khi mình học hỏi được những gì ở những nước mà văn minh thì mình cũng chia sẻ cái nền giáo dục, nhất là về tình dục, cho con mình nó hiểu một chút. Còn nếu mà nói về, em hỏi một câu anh thấy cũng hay lắm á, giữa so sánh thế hệ trước ở Việt Nam và những người Việt Nam chúng ta tha phương qua đây, thì cái sự giáo dục nó khác biệt như thế nào?
thì đương nhiên là có sự khác biệt. Giống như chị ở đây 30 mấy năm thì có sự khác biệt. Còn những người Việt Nam mà ở trong nước, bác sĩ Xuyến có đồng ý với Thảo không? Thì họ cũng một phần nào, họ cũng theo khuôn khổ của người Việt Nam hồi xưa giờ. Ông bà xưa mình hay khắc nghiệt về vấn đề tình dục. Sở dĩ mà tại sao Thanh Thúy hỏi các bậc phụ huynh như là anh Thảo Nguyễn và chị Châu Linh trường về vấn đề quan điểm về tình dục, từ gì để mà cha mẹ có thể giáo dục cho con cái làm sao cho nó biết về tình dục theo đúng hướng á, thì chắc chắn là ba mẹ bậc phụ huynh phải học hỏi và hiểu biết về tình dục sao nó đúng. Thì theo chị thì hiện giờ có quá trời phương tiện internet và họ các em cũng được giáo dục ở trường học, có cần thiết không khi mà cha mẹ cũng phải có sự giáo dục của cha mẹ hay không? Ok, câu hỏi cũng rất hay. Thực ra khi mà nói về vấn đề tình dục với các em á, mình cũng phải cần hiểu rất rõ, nói về tình dục không có nghĩa là khuyến khích tình dục, nó không có nghĩa như vậy. Nhưng mà giống như chị Julie nói, thực sự cái vấn đề mà tình dục con người nó là những cái vấn đề sinh học rất là bình thường mà các em cần có những cái kiến thức rất căn bản. Và ở trong trường lúc người ta dạy á, là người ta dạy về vấn đề sinh học của vấn đề tình dục, chứ không phải là người ta dạy các em là hay là khuyến khích các em hay là làm như thế gì làm sao ở trên giường chiếu, nó không phải như vậy. Ngày hôm nay có dịp để cũng chia sẻ với quý khán giả luôn để khán giả rõ đó. Có nhiều cha mẹ nghe sợ lắm, sợ làm người ta dạy cho con mình cái cách lên giường như thế nào làm sao, không có những cái chuyện đó. Cái đây là dạy rất là căn bản về vấn đề sinh học của cái vấn đề tình dục. Thì nói như vậy để mình thấy rằng là cái khi mà nói về vấn đề này á, thì nếu như nhà trường không dạy cái vấn đề sinh học đó, và cái quan trọng hơn là các em cũng cần phải học được đó là những cái vấn đề nhiễm trùng trong vấn đề sinh dục đó, mà nhà trường họ dạy cái đó để cho các em biết là cho cái sự an toàn cho bản thân. Người ta cũng dạy về cái cách là ví dụ cái cơ thể của các em có cái quyền riêng tư và không ai được động vào, nếu không là không ai được xâm phạm vân vân, người ta dạy về cái đó. Rồi người ta dạy về cái cách nếu như các em mà ở cái tuổi mà các em có cái quyết định mà gần gũi ai đó, thì ngay cả nhiều khi quý vị thấy đó là nhiều khi mình không cản được. Ngày nay nhất là bên Mỹ này về vấn đề TV, điện ảnh rồi đủ thứ hết, mặc dù những cái dữ kiện đó nó cũng có thể là rất là sai, nó không có thực tế, nhưng mà cái xác suất ngày hôm nay gần như là mình có ghi đây là cái population là cái dân mà có nhiều về vấn đề liên hệ tình dục á, thì 1/4 cái population đó là trẻ em từ 15 đến 24. Nói như vậy mình thấy nó khá là phổ biến, tức là làm sao để mình bảo vệ mình hoặc là không có bị nhiễm trùng qua cái đường sinh dục vân vân, nếu như mình không nói hoặc là nhà trường không dạy, ai dạy các em đây? Bạn bè nó dạy, bạn bè nó biết cái gì, đúng không? Cha mẹ thì không có nhiều thời gian. Đúng ha. Thành ra cái vấn đề mà khi mà gia đình ở trong trường có cái đó là như nãy chị Jolene nói, chị Jolene sign cái đó để cho các em học được về cái sinh học đó. Thì bên cạnh đó mình nghĩ rằng làm cha mẹ có nên nói hay không? Cái quan niệm về tình dục của mình nó ảnh hưởng đến cái cách mình dạy dỗ con và cái cách mình nói chuyện với nó, phải không ạ? Nếu như mình nghĩ rằng cái vấn đề tình dục như chị Jolie nói, nó có cái chất thiêng liêng của nó, và đó là cái diễn đạt về tình yêu thương trong một cái một liên hệ của giữa con người với con người. Nếu như anh không có những yếu tố đó, anh không có tình yêu thương, anh không có cái liên hệ giữa con người, mà nó chỉ là một cái phương tiện để mà gọi là thỏa mãn hoặc là sảng khoái hay là này kia thôi, thì nó lại là một chuyện khác. Và cái đó mình cần phải cho con mình biết. Thì cái vấn đề tình dục nó là một cái phương tiện diễn đạt tình yêu thương. Nếu như không có cái đó và không có gì đảm bảo cho cái tình yêu thương đó, thì cái vấn đề mình vào tình dục để làm gì? Một cái sự vui chơi nó cũng giống như là mình xài xì ke ma túy hay mình dùng những cái gì khác đó. Thì cái đó để làm gì? Mình phải cần đặt cái vấn đề đó với các em, và đặc biệt là những cái em mà tạm thời từ cái em mà tuổi bắt đầu chưa như hai là mình bắt đầu mình nói chuyện rồi, chứ những em mà bắt đầu tuổi thanh thiếu niên 15, 17, 19 là lúc đó khó nói rồi. Mấy em đó là nó đã có cái suy nghĩ riêng rồi. Thành ra vấn đề mà giáo dục về vấn đề tình dục nó phải đến từ hồi nhỏ, nhưng mà tùy theo chút nữa mình sẽ bàn kỹ hơn là mỗi cái tuổi như vậy thì mình nói cái gì. Nhưng mà cái quan trọng nữa là các em cần phải biết là các em có cái trách nhiệm với cái cơ thể của mình, và các em có một số cái quyền bảo vệ cơ thể của mình mà không bị xâm phạm nữa. Thành ra chút nữa mình sẽ nói chuyện cái đó sau. Xin mời quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng của Đài Lít Đô Sài Gòn trên băng tần 57.7. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.